khuyến khích là các bạn đi đông để mà quán hỗ trợ được tốt hơn nha. Chứ mà giờ nhiều món quá, mình ăn nhiều khi mình ít người quá, mình ăn như vậy nó cũng dư, cũng phí, bỏ ổn. Ở cả nhà thấy không? Ngon nhất là cái bụng. Cá hú. Cá hú luôn. Trời ơi, mở nó nè. Khui trái thì sao à? Nè nè nè, có trái thì sao nào đẹp không? Khui trái thì sao đẹp? Cái này khui được không? Khui trái thì sao ơi, khui đẹp. Cắt đứt bỏ. Chết luôn. Không chịu đi rồi. Mấy em ngựa là đôi khi cũng lâu lâu cũng chứng lần xong. Đây là tại vì do mình nặng quá. Bỏ bàn to cả nhà, thấy nè. To đúng quá. Trời ơi, cái con cá này ăn 3 người luôn á. Trường chim cho mình phải leo cây vậy chứ. Đây, chôm chôm nhãn. Chôm chôm nhãn. Nó còn xanh quá à. Nó chưa có chín. Nó vàng á. Nó vàng mà hái. Nó xanh nhưng mà nó vẫn ngọt cho cả nhà. Đây, ngon quá. Này rồi em mời anh caramel luôn, rất là ngon. Song Thủy xin kính chào ông bà cô chú và các chị đang xem kênh Song Thủy Vlog nha. Cả nhà ơi, hiện tại thì Song Thủy đang có mặt tại xã Tân Thành, Châu Phú. Châu Phú Bến Tre nha cả nhà, hết hồn tại vì sợ là nó quen đấy. Em ngựa này cũng hiền mà Song Thủy. Làm hết hồn. Lần đầu tiên mình Song Thủy đi trải nghiệm trên xe ngựa này cả nhà. Thường mấy con cái con mà to to Song Thủy cũng sợ, mà hôm nay thì Song Thủy cũng muốn đến đây để mà trải nghiệm một khu vườn trái cây. Trái cây mà đang vô mùa thì mùa chôm chôm và mùa sầu riêng. Thì giờ mình sẽ đi ở đây thì Song Thủy lựa chọn là khu du lịch sinh thái ở Bảo Thạch, ở ngay khu vực mà Châu Thành Tiền Giang luôn. Qua đi khu vực này là Bến Tre đúng không anh? Đúng rồi, Bến Tre Song Thủy. Bên này là Châu Thành Bến Tre. Cả nhà thì hôm nay thì Song Thủy cũng mời cả nhà đi cùng với Song Thủy nha. Và trước khi đi mình sẽ trải nghiệm là đi xe ngựa để mà đến vườn. Mời cả nhà lên xe nha. Giờ hôm nay đi thì mình tránh. Ở rồi quay đâu. Cái này là mình đi gần đây hả chú hả? Hôm nay thì mình được trải nghiệm trên con xe ngựa. Lần đầu tiên mà Song Thủy được trải nghiệm gì luôn á. Ngựa có hai em ngựa ở đây mà Song Thủy lựa chọn em ngựa này. Em ngựa này có cái màu hơi vàng vàng, nâu nâu. Không chịu đi rồi. Mấy em ngựa là đôi khi cũng lâu lâu cũng hơi chứng lần xong. Đó là tại vì do mình nặng quá. Năm, cái bỏ bà năm. Bỏ bà năm lên. Bây giờ thì xuống hai, bà chám xuống hai. Khi bạn ngựa mới ăn no, cái bạn ngựa đang ăn cỏ, đang thèm cỏ. Đang ăn mới ăn hết bơ cỏ. Rồi ok đó. Mình muốn đi qua một vườn trái cây là mình phải đi trải nghiệm xe ngựa. Cái này là ngựa của công ty, là ngựa của nhà chú chứ? Ngựa tư nhân người ta thuê mình chạy. Vậy là của chú hả? Là người ta thuê. Chú thuê. Người ta thuê mình chạy. Dạ. Để ăn chiếc. Có nghĩa là chú là tính tiền nài thôi hay là còn ngựa là của công ty luôn? Không, có nghĩa là chú ngựa này là của một người chủ khác nữa.
rồi hợp đồng công ty bên đây, rồi chú là người chỉ là nài nài thuê thôi. Nài thôi, mình như vậy nài gọi là nài. Nhưng cái này là nó có cái gì ở cái móng chân của nó khi mà đi là nó đóng móng sắt. Dạ, đóng ở xe sao rồi. Đường chứ mấy, tại vì khi mà ngựa mà không quen gặp xe nó sợ. Con kia ấy, nó mạnh mẽ hơn, cái này nó mới ăn no. Chị mình đi bữa nay là ngay cửa trưa chứ mấy, bây giờ của bạn đang ăn nhỏ, bạn hơi lười rồi, bạn muốn ngủ. Thôi đi nốt chuyến này về ngủ bạn ơi. Ở đây là tổ dân tự quản số 5 ở ấp Tân Bắc. Cái vườn sầu riêng và cái vườn chôm chôm thì nó có hai cái vườn nó khác xa nhau. Và trong khu này thì cũng gì đó. Mấy cây sầu riêng cả hai nhà thấy là mấy cái lá này nè. Có những cây sầu riêng. Ở dưới này nó hỗ dưỡng nó tốt hết chú ha. Những cái cây mà sầu riêng là đều đặc trưng ở dưới này. Vườn sầu riêng rất là nhiều. Tân Phú này là vườn sầu riêng không? Nhiều đa số. Khí hậu với thổ nhưỡng này phù hợp với sầu riêng chú ha. Với ba cái măng cục. Măng cục, măng cục mùa này vô chưa chú? Chưa vô mùa chưa? Chưa. Vì là cho có trái trẻ nè, vì nước mặn nè. Dạ, năm nay nước tôm mặn xâm lấn quá. Quá ta, không cho có trái. Có trái sớm thì mới dùng hết. Nó cũng có trái nhưng mà nó sẽ chết cây. Chết cây, dưỡng cây. Bởi vậy nó mới ra lá, nó mới ra trái. Dạ. Ôi, trong này nó có nhạc nữa con. Có. Ở trong này karaoke rồi thoải mái mà. Bên chính sách của bên con thì kỵ nhạc đó chú. Nên để ngồi con coi, con nhờ hỗ trợ bớt nhạc để mà mình quay chia sẻ với cả nhà. Cái này bị nhạc đám người ta là ngoài này, còn ở trong kia là mình trong kia hả chú? Vậy cũng yên tâm. Mình sợ là ngay chắn khu du lịch mình mà có cái nhạc á cũng khó để mà mình tác nghiệp. Ê. Chị đi. Không em mã này là giống như là câu giờ đó nha. Đi. 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 Thấy à, thấy mồi ngon, thấy có cây hoa. Khi bạn đi dọc đường thấy những cái nhánh cây non quá. Ngừng lại. Trời ơi, lá khô mà nó còn ăn mà. À, vậy là tới rồi không chú? Rồi, coi chị đó cũng đến không ạ? Từ từ nha. Để nó chậm. Ôi, nhạc cái bên không biết sao nữa. Coi cảm ơn chú nha. Ôi cả nhà ơi, bây giờ mình sẽ tới khu du lịch sinh thái để mà mình cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Để mình vào trong này để mình khám phá vườn sầu riêng và ẩm thực ở trong này luôn cũng có. Ôi chị. Quý vị. Em chào chị. Cây này là cây nho lên gỗ nè nghe quý vị. Ôi sao mà cây nho mà nè, nó không nè, phải là vàng sao? Nè chưa vàng, cái này là mới bắt đầu chín nha quý vị. Cái này là vườn trái cây bảo thạch Bến Tre nha quý vị. Cây này là cây nho hơn gỗ nè quý vị, nó có tái từ gốc lên tới ngọn nha quý vị. Nhưng mà trái này mình ăn được không hay là dạ, ăn được? Dạ trái này khoảng 10 ngày nữa nó chín là mình ăn, nó chua chua ngọt ngọt. Nó giòn giòn cơ ngọt ngọt nha quý vị. Vườn trái cây bảo thạch Bến Tre nha quý vị. Ai đi thì xin số điện thoại là 0968 87 242. Nó có tái là từ gốc lên tới ngọn nha quý vị. Nè khi mà nó chuyển lên tới cái màu đỏ này là bắt đầu mình ăn nha quý vị. À, nó hơi hột, nó giống như là nho rừng á. Chị mình đi giờ mình đi vô thôi chị ơi, nhạc em sợ bản quyền là cái là cắt clip của mình là ổn em lắm. Cắt rồi. Bây giờ mình tiến hành vô khu du lịch bảo thạch nha quý vị. Ôi da.
Giờ này là giờ trưa ha. Giờ trưa, ngồi cái chị đưa cái vé ra, em nói cho. Chị móc cái vé ra đi. Em nói cho. Rồi. Hello. Dạ, chào anh Trâu ơi. Vậy xin cái vé đi em Nam, rồi cái anh nói cái vé ăn sao không vậy? Ủa vé mình đâu ta? Khoan để em coi. Ủa vé này của em đâu ta? Để trên xe hơi. Xe hơi hả? Xe hơi hả? Không có cũng không sao. Như vậy là chị này chị chuốt cái gói là 400 ngàn ăn từ sáng tới chiều nha quý vị. Là ăn tất cả là 13 món mặn mình kể nha. Đi vườn chôm chôm. Ai hái chôm chôm tự hái vườn sầu riêng. Ăn được 12 loại trái cây, trong đó có bòn bao măng cụt bưởi da xanh. Đầy đủ luôn rồi, trong đó có 13 món mặn. Bắt đầu mình kể nha. Cháo gà cộng gỏi, cá tê tượng chiên xù, bánh xèo nam bộ, cá hú kho tộ tép mỡ, tôm rang me, cánh gà chiên nước mắm, bao tử khìa nước dừa, gỏi xoài, gỏi ốc, gỏi đu đủ, ốc bu ung nước dừa, lẩu hạp cảm, rồi chân gà hấp hành, chiều có ăn bánh canh bột sắc đồng quê nữa. Là quý vị có đi Bảo Thạch đừng ăn uống gì hết, ăn sáng, ăn trưa và ăn chiều, ăn chừng nào no ra, với điều kiện trẻ em không lấy tiền. À, từ nhưng mà em cho em cắt ngang lời của chị cái là hồi nãy em vào á thì có cái loại mà combo 300 ngàn và combo 400 ngàn, thì 300 ngàn thì dành cho bao nhiêu người và combo 400 ngàn thì từ mấy người đến mấy người? Dạ, bây giờ cho trả lời cái câu phỏng vấn của cái cô này là 300 ngàn thì cũng ăn trái cây 12 loại y vậy, cũng đi xe ngựa, cũng đi vườn tự hái, nhưng với điều kiện món mặn làm 3 món cho quyền mình lựa chọn, ví dụ là cháo gà cộng gỏi, cá tư tưởng chiên xù, bánh xèo nam bộ, rồi đi xe ngựa có nước nao trời rỗng nghỉ ngơi đầy đủ luôn. Rồi 400 ngàn, quý vị có đi Bảo Thạch 400 ngàn là ăn từ 7 giờ sáng tới 7 giờ tối ra. Ví dụ một con gà không no thì được quyền kêu 10 con, một con cá không no không có quyền kêu 20 con, một cái bánh xèo không no có quyền kêu 100 cái, với điều kiện trẻ em từ 1 đến 5 là miễn phí, từ 6 đến 10 là nửa vé. Nếu mà quý vị không có chọn cái vé mà ăn uống thì ở bên đây Bảo Thạch có bán từ cái gói nhỏ, vụ ghé đi vườn lâm chôm, dao động từng ngày 50, rồi 70, rồi 80 là vườn lâm chôm hái nha các bạn. Rất là nhiều loại trái cây. Mà combo 400 ngàn á, thì là phải thì nhóm từ 10 người đúng không chị? Dạ, nếu combo 400 ngàn vô mùa du lịch là em bán là 5 người em đã bán được. Rồi còn mấy cái gói nhỏ anh chị đi một người vẫn bán. Đón tiếp ở đây 24 tên 24. Em thấy mấy cái quầy này là như thế nào, chị giới thiệu cho em được không? Rồi mấy cái quầy này em giới thiệu luôn. Ủa, cái này mít tu nữ vậy? Mít tu nữ, anh Năm bưng băng cục lên anh Năm. Trời ơi, anh Năm. Cái này là mít tu nữ ha, quý vị ăn một tái không no. Nếu mà quý vị có vé rồi thì ăn 10 tái cũng không sao. Thôi chị, em dành bụng em ăn gà đi chứ mà ăn cái này no rồi sao ăn gà được. Nè anh Năm bưng ra, đổ ra đây Năm. Ví dụ giờ me, quý vị ăn hết 1 ký me rồi, quý vị có quyền ăn 10 ký. Có quyền ăn 10 ký. Rồi đặt cái vụ là măng cục chị Nhung. Để măng cục lên chị Nhung, để măng cục lên ăn với phim mà. Để lên. Thí dụ giờ quý vị ăn măng cục kìa nè, một dĩa. Không no thì quý vị có vô xin 2-3 dĩa nữa là chuyện bình thường. Nha, vậy giờ trước mắt là tặng cho chị đoàn chị 2 dĩa măng cục nha chị. Trời ơi, im quá. Nè em tặng đoàn chị tán cục, em lựa măng cục mùi cho chị nha. Mùi luôn. Rồi giá dạ. Này to đùng. Cả nhà thấy nè, to đùng luôn. Nè, cả nhà thấy nè nha, để mình tách cái măng cục ra cho cả nhà coi nè nha. Ồ, đã vậy. Nè, nó tắn phiếu nè nha cả nhà. Wow. Bảo Thạch nha cả nhà, Tân Phú, Châu Thành, Bến Tre. Số điện thoại là 0968 867 242. Nè tắng phí nè đi với danh hài Thúy Nga hải ngoại rồi. Bây giờ nực quá à, cởi nón ra đi cho quên cái vỏ vẻ đẹp của mình chứ mà đội cái nón ngoài không thấy cái mặt đâu. Dạ dạ vậy hả. Nè nè giờ mà ăn cục nè quý vị nè. Nó ngọt mà nó thanh. Sao đâu á em, quý vị có đi nhớ đé Bảo Thạch nha quý vị. Em có ở nhà không về nha. Chào em ở Ô Môn á, ở dưới Cần Thơ Ô Môn á thì em có một má Nhi là má nuôi của em. Dạ má nuôi của em cũng giống chị, cũng giống nét giống má của em. Bây giờ chắc là chị nuôi quá, chị nuôi hắc lạc quá. Ừ, chị nuôi hắc lạc đó. Quý vị ơi, quý vị trải nghiệm một lần Bảo Thạch, bây giờ mình chuẩn bị vô ăn cử tương nha mọi người. Chị nuôi này có biết hát giọng cổ không? Chị biết hát giọng dạ, cổ không? Dạ, một hồi cái ông anh em hát giọng cổ hay lắm. Vậy hả? Dạ, ông hát nhiều cái giọng cổ lắm. Chị hát được một câu không? Dạ, em thì nói chuyện rất là lưu lót, mà có một cái là giọng cổ là em không biết hát. Vậy hả? Bây giờ bắt đầu mình chẻ mít nha. Chẻ mít hả? Dạ, chị Nhung ơi, lấy dao ra chẻ mít nè quý vị. Bên
bán rau hái cho em chị. Mít này là mít tú nữ. Lâu lắm rồi mới ăn lại mít này. Bây giờ quý vị ăn một cái mít này không mau quá quý vị. Quý vị ăn được 10 tái, 20 tái gì không thành vấn đề. Cứ là có vé là vô đây là ăn nha quý vị. Cái mít tú nữ này mình ăn cũng hên xui lắm nè. Dạ, cái mít này á là cũng như là mùa nghe quý vị. Quý vị đi mùa nào tái nấy quý vị. Kêu quý vị mà đi tật mùa cái quý vị rồi. Mít tú nữ, không biết mít tú nữ đâu mình có nha. Nè. Ở đây mùa này mới có mít đúng không? Nè, đi đúng rồi, đi theo mùa nghe. Còn mít Thái thì nó có quanh năm. Nè, nó ngọt. Ôi ơi. Nó ngọt mà nó béo sao đâu á quý vị ơi. Nè chị. Ăn đi, chị ăn đi. Em chừa bụng em ăn cá. Quý vị nếu mà một tái này không đâu quý vị, ăn 10 tái, 20 tái không sao. Ở đây trời ơi, cái mít tú nữ này mình ăn á, có con cái Song Hỷ là ăn mỗi lần mít này á, nuốt trọng nguyên miếng luôn. Đây nhai không được. Ừ. Nhưng mà thơm ha. Rồi bây giờ sẽ ăn sầu riêng đi ha. Ừ. Tiếp tục là Song Hỷ đi vào vườn trái cây là vườn chôm chôm và vườn ở sầu riêng. Thì khi mà mình đi vào ở mình mua vé ở ngoài đầu đường á cả nhà, thì mình phải đi vô trong này thì đi xe thì khoảng 5 phút thì Song Hỷ và anh Caramel đi xe ô tô vào thì dẫn được. Con đường đan rất là rộng và đủ khoảng một chiếc xe máy với một chiếc xe ô tô thôi. Mà Song Hỷ đang đứng ở view ở đây nhìn rất là dễ thương luôn. Một ngôi nhà một mạc miền Tây và hấp hóng đâu đó thì kế bên là cái cây cây này là cây chôm chôm. Mà cái khu vực này là Song Hỷ thấy là hầu như là bà con là kinh doanh là cái nghề trồng vườn chôm chôm này. Và mình bắt gặp được rất là nhiều nhà vườn là cho dịch vụ là tham quan chôm chôm, rồi tham quan sầu riêng, vườn sầu riêng, rồi ăn uống nữa. Giờ Song Hỷ cũng đã liên hệ trước rồi. Giờ mình sẽ đi vào trong để mà gặp anh hướng dẫn viên nha. Em chào anh nha. Dạ, chào chị. Chào chị. Đúng rồi. Coi YouTube chị hoài à. Trời ơi, xuống đây, tặng xuống đây mà gặp được chị phát hiện luôn. Em chào anh nha, cho em gắn nha. Gắn cái mic cái cho anh em mình nói chuyện cho nó trong trẻo. Dạ dạ dạ. Em chào anh, em là Song Hỷ. Em nghe nói là ở dưới khu vực mình là đang vô cái mùa rộ là cái mùa chôm chôm với cái mùa sầu riêng. Dạ đúng rồi chị. Mà bây giờ em nhờ anh hướng dẫn cho em coi cái khu vực nào mà trái nhiều, sầu riêng nhiều. Bữa em đi chợ em mua hai trái sầu riêng về ăn không có được. Nên là tức quá là phải đi xuống vườn ăn tại chỗ luôn. Dạ dạ. Rồi dạ. Rồi đi theo em. Trời ơi, bữa nay chơi cái nón lá gì nổi với anh. Anh nổi hơn em nữa. Nổi không? Đổi, đổi. Thua trái sầu riêng đi chị. Bây giờ mình đi vòng vòng. Dạ đây là mình đi, bây giờ mình vô tham quan vườn chôm chôm. Vườn chôm chôm. Dạ. Ủa đang làm gì ở đó vậy anh? Cũng như là cái khu của mình để chôm chôm với sầu riêng rồi mình thu cho khách ăn á chị. Dạ. Đây. Ui trời ơi, đã vậy. Ở đây là nếu mà mình là chỉ là mình mua vé thôi đúng không anh? Dạ đúng rồi, mình mua vé là vô vườn trong đây chôm chôm này là mình bao bụng luôn, ăn thoải mái khi nào ra cũng được hết. Đúng rồi. Quá nói chung đã. Là bao bụng. Chị đi trước đi. Dạ. Vô luôn cho chị lên YouTube thoải luôn. Mái. Dạ. Kênh em kênh Song Hỷ. Dạ. Thôi dạ dạ đây luôn. Wow, nhiều ha. Dạ. Em đón coi chị suốt luôn á. Ôi em cảm ơn chị. Chị Thanh Diễm. Dạ, chị ngồi đây lại có cái góc dễ thương quá, mình đi vô đây mình tham quan xíu đi. Cả nhà bữa nay biết đi vô vườn nên là mang dép tổ ong. Đây. Trời ơi, chị cầm dạ? Cho nó đẹp. Ôi ơi. Rồi anh lại anh quay cái sầu riêng bên em luôn. Sầu riêng là chín mùi luôn á. Sầu riêng ở đây là mình trồng giống gì vậy chị? Dạ này sữa với ri sáo chị. Sữa với ri sáo. Dạ. Mà thường là sầu riêng sữa. Sầu riêng nào nó sẽ cái mùi vị nó sẽ ngon hơn. Để mua sầu riêng này nó có cái gì đặc trưng của nó thế nào hay cũng ngon. Nói chung là sầu riêng của bên em du lịch bên em là sầu riêng chín cây, đặc biệt là chín cây không nhúng thuốc. Không nhúng thuốc. Dạ ri sáo hoặc là chuồng bò hay là sữa gì cũng vậy. Ủa chuồng bò là mình nuôi tại chuồng bò hả? Đúng rồi, trồng cái sầu riêng ngay chuồng bò chứ. Là mình đặt là chuồng bò. Cái view của chị ở đây ngồi thoải mái ha, ngồi dạ. Ngồi còn cái chôm chôm của mình đó là trên cây tự hái tự ăn thoải mái, dẫn cho còn dẫn đem chôm chôm theo cho khách ngồi ăn tại gốc cũng có đây luôn. Còn sầu riêng? Sầu riêng cũng có đây luôn. Sầu riêng lỡ trên cây rồi sao? Lỡ trên cây thì từ khi sầu riêng trái nào chín mới cắt xuống cho khách thôi, còn trái nào chưa chín là chưa cắt được. Nhưng mà em dạ. Nghe nói á, em nghe nói là nếu mà sầu riêng nó chín thì nó chỉ rụng ở ban đêm thôi. Đúng rồi chị, ban đêm hoặc là nước lớn. Dạ. Nhà hay. Cái này còn... là gì sầu riêng gì chị? Dạ, cái này của sầu riêng sữa. Sầu riêng sữa. Sữa chín nó cơm. Sữa cái muối lại hết đưa lên. Sữa cái muối lại cho. Dạ chị dùng đi. Em đem thấy hoài nha.
Anh chị cứ dùng đi, vậy đưa máy đi em quơ cho chị. À, anh dùng luôn rồi, cho đặng mình quay lên luôn. Đây mời cả nhà nha, đây mời anh caramel miếng. À, vườn sầu riêng này ăn tại vườn của khu du lịch sinh thái Bảo Thạch nha. Nếu mà mình ăn ở đây thì sầu riêng này thì mình có tốn tiền không? Dạ, sầu riêng của mình, cái vé của mình là vé VIP là vô đây bao sầu riêng cho mình ăn nha. Đây. Anh Hướng gì có cái nón uy tín ha. Mua đâu vậy anh? Có gì chút mua nón tại phòng vé luôn. Tại phòng vé có bán nón cho khách du lịch của mình đi vòng vòng trong vườn á, để tham quan chụp hình để đổi nón luôn. Sao mà cái muối này nó nhỏ xíu à? Dạ đúng rồi, cái cơm nó ngon nhưng mà cái hột có lép xẹp à. Nó rất là ngon. Ừ. Béo ngậy đúng không chị? Ôi nó béo, nó béo mà nó ngọt, mà nó ngọt vậy, nó ngọt sù vớ, ngọt thanh á. Anh chút xíu em mua về mới được. Dạ, nếu mà mua ở đâu? Dạ đây. Chị bán luôn hả? Bán 2-3 ngày là có ăn, tại vì em cắt mới cắt từng cây xuống. Ờ, cái này 2-3 ngày. Nếu mà 1 ký là bao nhiêu tiền chị? Dạ 70.000 ký chị. Cái này cũng như là sầu riêng là trên cây cắt xuống không chứ không. Cắt xuống là chị. Nói chung là mình không xử lý qua thuốc. Dạ. Cái này là sữa đúng không? Dạ. Để bán từ từ vậy. Nếu mà xử lý qua thuốc á thì nó chín liền một lượt một luôn. Chị phải vừa ăn sầu riêng, chị vừa cầm bịch chụp chôm chôm lên nữa. Sen canh. Đã vậy. Trồng sen canh chứ mà sen trồng sầu riêng này thì một mùa nó là trồng được bao lâu nó mới thành trái anh? 5 năm chị. Không. Trong vòng 5 năm là nó có trái là có trái. Năm là mình nó bao nhiêu vụ? Một vụ rồi. Một vụ rồi xong rồi năm nào trái nấy nữa. À. Cũng như mình chăm sóc cái cây sầu riêng á. Ngoài hình đẹp hơn á, ủa ngoài đẹp hơn mình. Trong hình hả? Trong, trong hình nhiều khi chỉnh sửa quá. Không anh, hầu như là bị mọc luôn á. Vậy hả? À. Không nhìn không ra luôn chứ bộ. Ôi, cái trái này là trái nhiều đúng không? Muối nhiều đúng không? Muối nhiều. Nhưng mà ăn em đi tầm ngày mai ăn nè cưng. Ngày mai em mới về thì ngày mai chín chưa hay là khi nào nó chín? Thơm ăn. Cái muối hàng được không ạ? Vậy một xíu nữa em nhờ chị làm lửa cho em vài trái nha. Ăn đi cưng. Rồi xíu nữa em ra. Cầm ăn. Khoảng mấy trái chị? À, bây giờ mình mua trước mấy trái anh caramel ha. Thấy ngon quá. Ngon. Lựa giùm 2-3 trái đi. 2-3 trái đi. Sầu riêng nhất cho anh chị nha. Lựa quýt luôn. 2-3 là 5 á chị. Thì cân cái chẵn tính cái lẻ, còn mà cái lẻ tính là cái chẵn. Ôi đã quá. Mà nó không đẹp nhưng mà cứ ăn ngon. Rất là ngon. Ăn nó ngon. Tại vì cái loại của nó chín mùi á. Quá có trái đi sáu nào không? Khui trái đi sáu à? Nó cũng là nè này, có trái đi sáu nào đẹp không? Khui trái đi sáu đẹp. Trái này khui được không? Thơm quá, đảo vậy. Khui trái đi sáu ơi, khui đẹp. Cắt đứt bỏ. Ừ. Chết luôn. Đi sáu. Nó sao mình phân biệt được đi sáu? Ấy, bỏ cái đứt cắt đứt phang hả quay anh? Anh về cắt ghép lại ha. Đó là tự nhiên. Không, nhiều khi nó chín cây nó rụng xuống nó cái đất á. Cái này là đi sáu, cơm vàng hợp lát. Cái nào mà nó mà không có bị đó nó mới mua đáng sợ. Dạ. Sâu thì bình thường, mình mới cái biết vấn được. Cái vấn đề sâu á mình không sợ thuốc á. Còn mà không sâu là mới có thuốc. Sầu riêng nó tự nhiên nó không có đẹp như cái kia đâu. Dạ. Sầu riêng này ha, vừa chín tới ăn ngon lắm chị. Cái này nó hơi nhão chứ. Đúng rồi. Dạ. Ngon. Đi sáu là nó to hơn hả? Cái muối nó to hơn. Dạ. Cơm nó dần sau trời. Dần sau chị. Ướt hả? Dạ tại nhiều khi cái mic đó nó hù cái tiếng của mình á. À, mà mình nói chuyện với những người khác thì nó sẽ hù vô. À vậy. Ừ. Ôi còn nếu mà ri sáu thì nó này mình ăn thử được không? Dạ được chị. Được chị, ăn đi chị. Em cũng muốn ăn thử coi có ri sáu cái này nó mình nó khác biệt chứ. Nó khác biệt chỗ nào ha? Rồi rồi chị. Chị cứ dùng. Ôi. Trời ơi, chưa mua được trái nào, chừng xử ham nửa trái sầu riêng thêm thêm muối nữa. Ôi chà. Cái này. Mà anh caramel. Anh caramel muối này đi. Ơi, một ú ù luôn nè. Nhỏ có nhỏ nha anh. Cái này ngon à. Thơm. Đó là đi sáu. Nó giòn giòn. Cơm vàng hợp lắm. Cái cơm của nó thì nó khô hơn. Khô ha. Là nó béo ngậy luôn. Thôi chị bây giờ em lấy hai trái này hai trái kia được không? Trái này mà nó nhỏ nha chị. Nhỏ. Trái nha. Dạ, em ừ. Trái bự rồi. Còn không thì bỏ trái bự này lại. Bỏ trái vô vô. Trái bự này mới ngon. Trái bự ngon hả? Dạ. Em tin chị nha. Dạ. Trái bự gì chứ ngon lắm muối. Rồi, có caramel. Rồi bây giờ lấy cho em hai trái. Trái đi sáu nhỏ nhỏ. Ờ. Trái nhỏ. Đó đi sáu đi. Với thêm một cái trái này nữa đi là ba trái sữa. Anh thấy là sữa ngon hay là ri sáu ngon? Anh chưa ăn ri sáu thơm chứ. Đây, em quên cho anh. À, tính nói mà sao khán giả nói chưa ăn sao biết. Anh ăn thử cái ngon lắm. Ri sáu thì sẽ thơm hơn. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Nó, tại nó cái này nó chín quá chứ nó
vừa ăn ngon lắm á chị. Cái này nè, nó vừa em mua về em biếu người ăn. Dạ. Tại cả nhà nha. Nhưng mà thịt nó nhiều quá. Thịt nó rất là nhiều cả nhà. Thịt nó trong này nó dày cơm. Cái sữa còn hơi cho mấy nè. Sữa ngon hả? Cái gì sáng này nó lạc ha. Nó thơm nhưng lạc. Còn cái sữa là nó chị lấy cho em trái bự nè. Cái sữa tuy không đẹp bằng cái ghi sáo nhưng mà nó béo hơn, nó ngọt hơn. Dạ đúng rồi anh. Nó sữa là nó béo ngậy à. Còn ghi nè, sáo lá của em là bao nhiêu nè? Bùi nữa không? Đúng rồi. Xíu nữa em ra trả tiền được không? Hay là trả liền? Đang quay chút đi. Quay xong rồi mình tính tiền bạc nữa. Tiền bạc. Tiền bạc gì tầm này hả? Ừ. Chị bán sầu riêng gì đam mê. Chị xíu nữa em ra em tính tiền ha, chị để bạc cho em sẵn đi. Cái ghi sáo nó ăn có cái mùi nồng nồng giống như có hơi ga. Sáu ký tư vậy. Ok chị. Sáu ký tư. Sầu riêng no luôn. Mấy trái này ngon quá sao chị không? Nhiều quá. Tao gắp tiếp lại cho em nè, dẫn đi vườn review vườn cho em nè. Trái này ngon thì nè em lấy ba trái mà, ba trái bự mà, hai trái nhỏ. Còn hai cái này là ăn cũng được phải không? Dạ hai này về hôm mới ăn nha chị. Chết không được, khách vô rồi giờ sao? Khách vô em phải dẫn khách. Vậy anh chị cứ đi review giùm em ơi, đã vậy? Sao nó hấp vậy? Hấp dẫn không? Quá hấp dẫn luôn. Là xà kéo dài qua đây, kéo lại chỗ này. Cây này là chắc là lâu năm lắm hả anh? Dạ đúng rồi chị. Wow. Trời ơi cả nhà thấy nè, trái đỏ dễ luôn nè. Trái dữ lắm. Ôi. Đây nè. Bay qua luôn hả? Bay qua luôn. Bay qua. Dạy. Rồi. Ở đây mỗi cái này gọi là cái gì ta? Cái luống hả? Cái clip của nó. Cái clip mỗi cái clip lại sẽ có một cái con kênh nhỏ có nhỉ? Một cái con kênh mương để mình tưới nước. Nó tiện hơn ha chứ mà dạ, không là phải bắt nguyên cái dàn ống khó. Ở nhà thấy trái nhiều quá trời luôn. Hồi nãy nói là cái này là chôm chôm gì ta? Chôm chôm sa hoa. Chôm chôm sa hoa. Mình ăn tại chỗ bao bụng được phải không? Bao bụng ăn thoải mái, ăn khi nào chán ra. Ăn bao nhiêu cũng được. Mình nói mình chủ yếu là mình vô đây mình tham quan cả nhà. Sao qua chấm của Nhật quá. Sao quá. Rồi ăn chôm chôm nè. Ủa anh bẻ từ bắc từ trên hả? Thôi bỏ con họng nha. Mời anh Calamen. Bẻ cũng lạ hơn ta đó ha. Cái chôm chôm này nó chua chua ngọt ngọt ha. Dễ ăn lắm. Còn mà như chẳng hạn Thái với Indo, tuy là nó ngọt nó tóc nhưng mà nó ăn lẹ ngán hơn này. Cái này mình ăn vừa chua vừa ngọt, nó ăn rất là ngon. Mình thưởng thức vừa chua vị vừa ngọt. Vừa chua vừa ngọt. Làm cái gì Calamen? Mà cái này mình nấu lẩu gà. Lẩu gà nấu gì, cái này làm kêu bằng cái làm mứt. Mứt chôm chôm ăn cũng ngon nữa. Anh ăn lẩu gà chưa? Chưa. Lẩu gà ác mà nấu cái này làm luôn cái hạt luôn, ăn nó rất là bùi. Rồi ngon lành luôn cái này mà, chứ tưởng cái mang cục à, mình mới ăn gỏi gà nha. Bây giờ nó mới hot trend cái này chôm chôm nè. Rồi kiểu này chôm chôm lên giá nữa nha. Mình đi qua đây tiếp đi anh ơi. Rồi. Đó. Đi dài qua clip bên đây luôn. Em thấy ở khu vực này là nhà không có gì ngoài điều kiện á, đắt nhiều quá. Chào cô. Trời ơi chúc cô. Con đang đi quay cái. Nó kiếm được chưa? Dạ chưa ạ. Để con quay phim cái. Đi đâu? Đi kiếm chìa khóa xe, mắc chìa khóa xe. Ủa mắc chìa khóa hả cô? Vô đây là cũng hơi khó nha. Đây, quay trên cao mấy cây trên cao này nè. Trái trên cao chùm chùm luôn. Trời ơi đã vậy. Dạ. Rất là đẹp. Wow. Nhớ mùa chôm chôm chín, mùa chôm chôm gì đó. Mùa chôm chôm kỷ niệm. Trời ơi, lần nào hát cũng rất là đam mê âm nhạc nhưng mà hát không phục bài nào hết. Đây mình vô đây mình bẻ vậy mình ăn nè, ăn thoải mái luôn. Bao bụng. Bẻ chôm chôm vậy nè, ăn bao bụng luôn, ăn chừng nào ngán ra nha mọi người. Cái chôm chôm này là nó có đâu có quanh năm hả anh? Cái chôm chôm này bây giờ là đang vô mùa luôn nè. Quanh năm luôn. Với lại bây giờ tùy theo thời điểm người ta trồng sớm trồng trễ rồi người trồng trúng mùa, người trồng nghịch mùa. Cái người mà trồng nghịch mùa là người đó là rất là ngon. Vừa cho khách dẫn vô vườn mà vừa bán có giá nữa. Mà nếu mà xong cái đợt này thì chôm chôm này thì mình trồng cái gì khác nữa? Xong đợt chôm chôm này rồi xong bắt đầu người ta chuyển qua bắt đầu chuẩn bị tới sầu riêng chẳng hạn như làm gốc. Rồi chôm chôm mình cũng chuẩn bị làm gốc lại luôn. Rồi bắt đầu 3 tháng sau về tháng mà có trái nữa rồi. Rồi chẳng hạn cái vườn này vừa hết xong rồi bắt đầu em quay qua vườn khác liền. Đúng rồi, phải để cho khách dẫn vô mà cảm thấy cái vườn này mà thưa trái là em sẽ di chuyển kiếm vườn khác. Em thấy hình như là có trái cây bốn mùa đúng không? Đúng chị.
trồng theo cái mùa từng mùa, chứ mà mình nếu mà mình theo cái mùa này không thì nó đâu có lợi nhuận. Cái nói chung là bên cái du lịch của em được cái là dẫn vô trong vườn ăn thoải mái trái cây là một vườn chôm chôm. Rồi xong đó khi đó vô nhà hàng ăn được các món mặn. Là chẳng hạn như mười mấy món mặn là cháo gà, bánh xèo, gỏi ốc, tôm rang me, gà chiên nước mắm. Rồi cá tai tượng chiên xù, lẩu cá hú, cá kho tộ, ăn cơm rau luộc là em bao bụng luôn. Trong khi đó như chẳng hạn như anh chị là bao bụng rồi đó. Rồi được đi xe ngựa trên đường làng nữa. Wow. Rồi tặng cho thêm một mâm trái cây mười mấy loại nữa. Trời ơi, đã theo mùa chẳng hạn như bồng bon, măng cục nè, rồi cam, quýt, xài, ổi, mận. Đó chẳng hạn là mười mấy loại trái cây đó được bao bụng luôn, ăn thoải mái trên quầy. Thích gì luôn ấy đấy. Thích quá. Còn cái này là ra vườn tự hái là chôm chôm. Nhưng mà mình chỉ ăn tại đây thôi chứ dạ, đúng. Em về phải không? Đúng. Em về không được. Chỉ đem bụng về thôi. Chỉ đem đem cái bụng về, ăn xong đem bụng về. Ôi. Rồi chị cầm đi. Em đem cầm hoài à. Đi sụt nuôi chừng ấy nha. Để em với chị đi qua cây cầu nè, anh quay luôn. Cây này cây cầu tre nè đúng không? Dạ. Nghe cái tẩm là biết nhanh. Bước qua cây con mương. Trời ơi, đi cẩn thận nha anh Caramel. Bước qua con mương. Ê da. Rồi bước qua đây còn đẹp nữa. Tại vì ở bên kia là có cái vườn đẹp lắm cả nhà, mà có nhạc nên là xong phải đi qua cái vườn. Dạ, nhưng mà vườn bên kia là đủ lá đẹp lắm, còn như bên đây là mùa nắng nước mặn á nên trái thì nó rất là nhiều nhưng mà lá nó không có đủ nuôi trái, nó sơ sát nhưng mà trái rất đẹp. Nước mặn hả anh? Nước mặn, nước lợ đúng không? Nếu mà cái vườn này mà được nước ngọt một cái là cái vườn này là bao đẹp nha. Còn bên kia là tại sao mà nó bên kia là cái vườn nó cây nó dạng non ngày tháng, còn cây này già tuổi rồi. Đúng rồi. Trái này nó chín đậm hơn nhưng mà cái tại lượng nước nó không đủ. Đúng. Không đủ. Lượng nước nó không đủ. Cái màu nên nó hơi vừa chín tới thôi cả nhà. Cái dạng như cây vườn này em mới khui á, chưa được đỏ mấy. Giờ mình tiếp tục mình di chuyển qua cái khu vực mà sầu riêng đi ha. Hoặc là mà thường là chôm chôm này đỏ ngon hay là sao? Đỏ ngon anh. Cái này ăn thì nó giòn hơn. Nếu mà người ta thích ăn sống á thì nó giòn mà nó chóc. Đúng. Còn mà người ta thích ăn chín á là nó không được ngọt, ủa nó không chua mà nó ngọt nhưng mà nó không chóc. À, dạ. Tôi nghĩ nó ăn giòn hơn là dạ, đúng rồi. Xanh này. Ăn xanh. Chưa chua ngọt ngọt. Dạ, còn chỉ ngọt, có thái là nó mới chóc thôi. Còn cái này là mình ăn sống mới chóc. Dạ. Ok. Quá đã. Chôm thái kêu chôm nhãn á. Nhãn khác, thái khác, có nhãn luôn. À. Còn cái này là Indo. Đây nhãn đây. Nhãn đây chưa xanh. Thôi nó nhỏ hơn mà cái chùm nó nó nhỏ xíu à nhưng mà nó rất là ngọt nha. Đây nhỏ đây. Nó rất là ngọt. Nó có thấp giòn nữa. Nó nhỏ mà nó có vỏ nè. Ủa sao mà lúc mà kia thì nó không có lông nhiều. Nó rất là này. Ngọt, nó rất là ngọt. Okay. Dùng thử đi, nó ủa, rất là ngọt. Được luôn hả? Được, ngọt lắm. Ừ. Ngọt chưa? Rất là ngọt. Ngọt chôm chôm nhãn mà. Tôi xanh đã ngọt vậy rồi, chín ngọt cái này. Em lên cái nhánh này. Mới gọi là nhân chôm chôm nhãn. Anh trèo lên luôn hả? Trèo lên luôn. Nè, lên cái nhánh này nè bà. Quay. Đi vườn chôm chôm mình phải leo cây vậy chứ. Đây. Chôm chôm nhãn. Chôm chôm nhãn. Mà nó còn xanh quá à. Nó chưa có chín. Nó vàng á. Nó vàng mà hái á. Nó xanh nhưng mà nó vẫn ngọt cho cả nhà. Đây, ngon lắm. Cái này thì rồi em mời anh Caramel luôn. Rất là ngon. Xuất sắc luôn. Này ngon. Chôm chôm nhãn mà. Chôm chôm kia á thì á cái màu nó đẹp hơn, trái nó to hơn nhưng mà nó có vị chua chua ngọt ngọt. Còn cái chôm chôm nhãn á nó nhỏ hơn, cơm nó thì nó mỏng hơn xíu mà nó ngọt. Trái xanh nó cũng ngọt nha cả nhà, mà ăn nó giòn. Đi, đi tiếp tục. Vòng qua đây. Qua đây mình đi thẳng qua đây luôn. Đi nhiều đường quá. Vườn rộng lắm. Nó cộng dây chì nha. Chùm đã không? Ồ đã ha. Ở đây hôm nay thì Song Hỷ đến đây chia sẻ thôi nên là không có muốn bẻ nhiều quá cả nhà. Cho nó trên cây cho nó đẹp cho mọi người đi đến đây để mà tham quan cũng có gì đó để lại. Chứ mà mạnh ai nấy hái thì nó sẽ màu hết. Chắc cái cây không còn trụ được một tháng đâu. Nó sẽ mau hết. Nhiều khi mình vô thấy ham ham mà bẻ thôi. Ừ, nhưng ăn không hết đâu.
Hồi nãy vừa bên kia mà do nhạc lớn quá mà Song Hỷ di chuyển qua giường này thì cũng có nhạc, nhưng mà nhạc ca cổ thì cũng không có bị bản quyền nhiều mấy. Nhờ anh Năm tư vấn dẫn đi qua cái giường khác. Mà cái giường này em thấy nó cái trái nó gần hen ha. Dạ. Cái này là nó chín chưa? Dạ gần chín rồi chị. Khoảng 3 ngày nữa là chín. 3 ngày nữa là chín. Dạ. Sầu riêng này là cây này là cây gì anh? Sầu riêng ghi sáo. Cơm vàng hạt lép. Cơm vàng hạt lép. Sao biết chín hay năm hen? Dạ tại cái gai nó nở. Cái gai nó nở ra. Gai nở càng dở là dạ. càng già đúng không? Dạ đúng rồi, cái gai nó càng nở càng già. Cái gai nó hơi vàng vàng hơi là nó phải nắm nhiều hơn à? Không phải, là tại vì nó già quá. Già quá thì chín chưa? Dạ chưa, gần chín rồi đó. À. Dạ. Ui, nhưng mà ăn mà rụng mà tại cây thì nó ngon đúng không? Dạ đúng rồi. Thường là rụng sẽ ban đêm. Dạ còn ban đêm. Có ban ngày nó không rụng á? Dạ không, ban ngày nó không rụng. Ồ, ngủ ban vậy? Ban đêm chỉ là sáng mình ra mình lượm thôi. Rồi trên này cũng có nữa nè cả nhà. Dạ. Cây này chắc là cây nhỏ quá. Cây này nhỏ, còn nhiều cây còn bự hơn trong kia. Cây bự hơn nó cao hơn khó, vậy là khó, mình khó bẻ dữ à. Dạ. Cây sầu riêng tầm bao nhiêu năm là mình thu hoạch được năm? Cây này là khoảng 5 năm. 5 năm? Dạ, 5 năm. Cây này 5 năm? Chặt bằng hộp hay là mình... Cái này mình trồng bằng cây tháp, sầu riêng tháp. Nó nhanh hơn. Cây cơm ghép. Chứ mà nếu mà mình trồng mà gieo bằng hạt, nó biết khi nào mà dạ, nó mới được thành một cái cây to như vậy. Dạ. Thì hạt chứ là 7-8 năm trở lên. Dạ đúng rồi, hạt khoảng 7-8 năm. Còn tháp này khoảng 5 năm. Rồi bây giờ mình chắc là mình phải di chuyển qua vườn tiếp tục nha. Mình đi tới chuẩn bị tới bụng chưa? Tới bụng rồi. Hôm nay anh Năm có chuẩn bị món gì vậy anh Năm? Có, chuẩn bị thức ăn cho gia đình mình là khoảng mười mấy món. Là cháo gà, bánh xèo, gỏi ốc, cá thể tượng chiên xù, tôm gan me, gà chiên nước mắm, cá kho tộ, lẩu. Rồi chân gà hấp hành, bao tử khìa để cả gia đình mình dùng. Mà em thấy nhiều món quá, sợ em ăn không hết, chắc em phải lọc lại bớt những món mình cần á. Dạ. Thì theo tụi em, muốn chọn dạ. Bớt. Rồi cái nhà ơi, thấy đi nãy giờ là mình được ăn no nê sầu riêng rồi chôm chôm, rồi nói chung là mình vào trong này thì thật sự là mình đi trải nghiệm là trên hết. Đó, rồi sau đó thì mình sẽ thưởng thức những cái món ăn. Rồi khi về miền Tây thì mình thích nhất là được trải nghiệm những cái món ăn miền Tây, giống như là các cô chú anh chị á ở nước ngoài về hoặc là các tỉnh khác lân cận khác thì muốn về đây mà trải nghiệm á, thì đi đến mùa này thì những cái trái cây ở khu vực ở miền Tây thì nó rất là nhiều và phong phú. Tới hả? Bạn hồi nãy đúng không? Bạn hồi nãy không chịu đi, sao đi này nhanh vậy? Cái nhà ơi, thì nãy giờ đi một vòng vườn, giờ nó bụng nó bụng ở đây có mình mua vé, khi mà mua vé mình được lựa chọn là 10 món đồ ăn. Thì cái nhà thấy trên bàn Song Hỷ là được chị chủ, là do là Song Hỷ mới đầu Song Hỷ là định lấy 4 món thôi, 4 món là để mình yêu thích món nào thì mình đặt quyền món đó. Chị nói là thôi em ơi, lần đầu tiên mà em lại đây thì em cứ thưởng thức những cái món trong menu đi, để mà mình biết được cái món nào ngon, nước nào không ngon đó. Rồi chị làm hết trơn nguyên nhiều như vậy luôn nè. Giờ Song Hỷ giới thiệu nha. Cái này là món bánh xèo đó nha. Đặc trưng ở miền Tây là món bánh xèo rất là nổi tiếng. Ở trong này để Song Hỷ coi thử cái nhân gì. Cái vỏ bánh rất là giòn nha. Wow, trời ơi. Có tôm nè, rồi có củ sắn nè, rồi cà rốt nè. Vỏ bánh rất là giòn tan nha, giòn rụm luôn. Còn cái phần này là phần gỏi. Gỏi này là gỏi ốc. Ốc này là chắc là ốc gạo. Rồi với cái lỗ mũi lỗ tai heo nè. Đó, với cái bắp chuối rất là ngon nha cả nhà. Wow, hấp dẫn quá. Đó, cả nhà thấy nè. Chắc là ngon lắm đây. Còn kế bên á là con cá chiên xù. Và con cá này là con cá tai tượng nha. Hồi nãy là nó nằm, nhưng mà muốn đẹp hơn thì cho nó đứng. Mà đứng nãy giờ là nó ngã, nó té hết mấy lần rồi đó. Còn cái phần này cũng là không kém rồi nha. Con tôm rang me. Con tôm rang me này ở trên này là ấn tượng của Song Hỷ là có cái tỏi phi. Tỏi phi ở trên này làm cho cái con tôm nó thơm hơn. Đó. Còn con gà hả dường thì mình chỉ có bóp gỏi ăn với cháo thì nó ngon. Đây là gỏi gà củ chuối á Song Hỷ. Củ chuối, bắp cây chuối luôn đúng không? Cây chuối. Vậy là nguyên cái nhĩ gà này xong là mình phải tốn một cây chuối rồi. Trời ơi. Còn cái phần này là cái phần gà chiên nước mắm nè cả nhà. Hấp có phao câu Song Hỷ. Có không? Không phải là nó chấm. Không phải đâu. Wow. Trời, nó xỉu nữa rồi. Thấy chưa, nó xỉu nữa rồi. Không sao. Con cá nó mệt, nó cho nằm nghỉ đi. Đây, trời ơi. Lẩu này là lẩu canh chua đúng không chị? Dạ. Đây, xin giới thiệu cả nhà, đây là chị chủ. Chị tên gì? Dạ, em tên Hạnh. Chị Hạnh ha. Dạ, chào cả nhà.
Nè cả nhà ơi, trời ơi, chị ơi, chu đáo quá. Nãy em dặn có 4 món sao mà chị làm nhiều quá vậy? Dạ, ở đây em bán gì cái tấm lòng, mấy chị vô 7 giờ sáng em cũng cho mấy chị ăn tới 7 giờ tối nha. Trời ơi. Vô hộp lẩu này không no thì 5 nồi. Trời ơi. Con cá này không no thì 10 cân. Gớt luôn đó chị. Gớt luôn, phải đợi hết đó. Còn bánh xèo này nè, ví dụ mấy chị ăn 5 cái không no, mấy chị ăn 10 cái. Yêu cầu mấy chị 7 giờ sáng vô ăn là 7 giờ tối nha. Nhớ là bảo thành bánh da nha. Em mà em để đây nha, ăn xong ha, rồi mình buồn ngủ á, mình lên võng mình ngủ đi, rồi chiều mới về ăn tiếp. Dạ, bắt đầu ăn xong rồi mấy chị được lên võng ngủ, ngủ xong rồi chiều ăn tiếp. Cái này ngoài phần riêng này là cá kho tổ nha chị. Wow. Cá kho tổ đồng quê á. Trời ơi, hấp dẫn quá, này cả nhà ơi. Nhưng mà cái quan trọng nhất bây giờ là cái nhạc sau lưng mình không biết bị bản quyền hay không đây. Mình không có can thiệp được. Ở đây là chị nãy là có lo kéo kéo nhưng mà chị hỗ trợ không thể là tắt rồi. Còn bên kia là đang ăn đám giỗ đám cưới gì á, ở bên kia á sùm lắm. Giờ là trước khi mà mình ăn những cái món khác, mình sẽ để cái phần mà hấp chuối vô đi cho cái hấp chuối mình nó chín luôn. Đó, còn những cái phần rau nhút thì mình tí xíu nữa với bông xôi đũa thì mình sẽ để sau. Đó, cả nhà thấy hấp dẫn à. Đây, bông xôi đũa vô. Thì miếng bò rau nhút đi cho nó đẹp. Đó. Kèm theo đó là trong này là cũng có rất là nhiều đồ ăn và rau ăn kèm nữa cả nhà. Mùa này mùa hè mà anh này anh hát bán mùi xuân lá khô. Hồi nãy anh hát bài tướng cấp bạch thải đường đó, y gan bố 4 năm hát vậy á. Bây giờ trước hết làm ăn món gì anh? Em thấy cái con cá tai tượng này ngon đúng không? Hay là mình làm cái cá tai tượng? Cho nó giòn ha. Đúng rồi. Rồi. Bàn hơi to, mình phải đứng gì mình ăn xong ấy. Cái này dạng gọi bức xe. Trời ơi, con cá nếu mà kiểu này con cá nó rất là to. Cả nhà thấy nè. Nó to đùm má. Trời ơi, cái con cá này ăn 3 người luôn á, 3-4 người luôn á, giỡn rồi. Bự lắm. Trời ơi. Má, anh caramel chấm mắm me là hết bài xong nha. Chén anh caramel đâu? Em sẽ múc ha. Đó, cho anh thêm miếng dĩ nữa nè. Cái dãy này chiên giòn lên rồi, ăn mình ăn giòn rụm mà. Đó, mắm me. Mắm me là đây. Mình caramel nha. Đũa của anh đây. Rồi mời cả nhà nha. Cái bài xung hỉ nhiều. Thử cái dãy trước đi. Dãy giòn rụm quá vậy. Ăn giống bim bim nữa. Cái phần cá này, con cá tai tượng này ăn thịt nó rất là ngon, chắc chắn mà cái dãy của nó nè, nó to, nó chiên giòn lên đó cả nhà. Mình thấy nè, đó. Mà ăn nóng, đặc biệt là rất là nóng nha. Trời ơi, đã vậy. Của bánh tráng ha, chấm mắm me. Bốc khói luôn nè cả nhà. Mời cả nhà nha, vô cái bàn to quá, mình di chuyển cũng hơi xa. Rồi à, hôm nay á, dạ. Cái đoạn này á, là có một cái mặt cô trong cái đoạn này ăn chay thì ở bên em có phục vụ món chay cho quý vị luôn nha. Mẹ có cái mặt cô ăn chay nè cô. Dạ dạ, tại cô không lên hình đó chị. Dạ dạ, không cho lên hình. Dạ dạ, cô không lên hình được ạ. Dạ dạ, cô cũng ngại. Thôi bây giờ hồi nãy nhưng mà em nghe nói chị có cái món đặc biệt là món quà gì, cái mâm trái cây có không chị? Dạ có bây giờ chị nói là vô đây ăn hết mâm này thì kêu thêm 5 mâm 10 mâm vẫn được, không sao hết, ăn từ sáng chiều luôn. Cảm ơn chị. Dạ ơi cả nhà, trời ơi ui chắc là không giòn đâu. Không giòn gầm luôn. Con cá rất là chắc nè cả nhà. Mình ăn với mắm me rất là dịch luôn, chua chua ngọt ngọt. Mà dưới này là hầu như là phù hợp với mình, tại vì cái độ ngọt nó nhiều hơn á. Xong thấy thích ăn kiểu đó. Cách nêm nếm của chuẩn miền Tây thì sẽ có một cái hơi ngọt nhẹ vậy.
Còn những tỉnh thành lân cận thì sẽ ít ngọt hơn. Đúng rồi. Cái da rất là giòn đó nha. Cái bánh mè này cũng ngon. Trời ơi. Nói chung mình đói mình ăn thì cũng ngon lắm. Mà cá này đặc biệt là cá là tươi. Gỏi này nãy mình nói là gỏi gì ta? Gỏi ốc. Gỏi ốc với lỗ tai heo với... Trộn nhưng lên mà xin đó. Phép nói trước quý vị là nếu mà clip này mà có những đoạn mà không nghe được có thể là sẽ bị bản quyền thì cả nhà thông cảm. Thông cảm dùm. Xong Mỹ cũng muốn là đi chia sẻ toàn bộ clip không có cắt sót gì hết trơn á, mà do là tình hình là khi mà đi về quê cả nhà thì ai cũng đam mê âm nhạc, ai cũng đam mê karaoke, ai cũng muốn làm ca sĩ nên là thông cảm nha cả nhà. Còn ốc này là ốc này chắc nghĩa là ốc gạo á. Ốc gạo mà vô mùa này cũng hơi hiếm ha, dưới này cũng hơi hiếm tại vì cái mùa nước lợ và có cả nước mặn nữa. Còn trên sông Thủy là sông nước thì nó cũng có nhiều hơn. Mời cả nhà nha. Cái này chắc mình ăn không đi để mình cảm nhận được cái độ mộc mạc của nó. Thơm ha. Giòn. Cái này là xài bào cả nhà. Xài bào ăn chua chua ngọt ngọt. Cái con ốc thì nó giòn giòn, nó hơi nhỏ như vậy thôi. Ăn rất là lạ. Mà em thấy là hầu như là ở dưới này là người ta làm cỏi ốc là nhiều ha. Trên mình ít ai làm cỏi ốc, chỉ là luộc thôi. Ốc này làm cực công chứ không phải mắc lãi từ con á. Lãi hay lễ vậy thì lễ ốc. Miền Tây thường kêu lãi ốc, còn miền Bắc kêu lãi ốc quá. Miếng này là miếng lỗ mũi hả? Lỗ mũi hay gì á? Ăn mũi. Nó rất là giòn. Cái lỗ mũi lỗ tai heo à? Ăn giòn khấu à? Thì mà đắp cho anh caramel miếng ha. Thôi chung phải chắc ai thôi, tranh thủ ăn thì để nhạt nhiều. Đúng rồi. Cả nhà ơi, đây là dĩa cơm rang. Cái này là xào me đúng không? Xào me mà trên này thì có cái hành phi nè, tỏi phi nè. Ăn rất là thơm. Và nó hơi sệt của cái nước sốt me á. Tí xíu nữa anh caramel tự bóc nha. Vì tôm này nó cầm lên thì nó sẽ dễ bị dơ tay á. Nó có nước sốt ở trong này. Giờ xong thì sẽ tự xử lý cái con tôm này. Ăn gì mà có cái hành cái tỏi phi á thì nó rất là ngon. Con tôm này chắc em nghĩ là con tôm biển á, tại vì cái vỏ nó mềm á. Thì giống tôm sú luôn. Tôm sú hả? Cái vỏ nó rất là mềm luôn nè, nó lột ra dễ lắm nè. Rang me không? Ăn nó chua chua mà. Món nào không phải cũng ăn mà do nó xa quá. Hay là bỏ cây chuối. Bữa cây chuối trong này thì có cây chuối bào đây nè. Rồi củ cải nè. Củ cà rốt nè. Nhưng mà em không biết cái gì mà nó cay mắt em lắm. Hay là cồn bay ta? Chắc cồn bay mắt thôi. Cây chuối là những cây chuối non hết chứ quý vị. Cây chuối non chứ không phải cây là cây chuối non thì bà con sẽ chặt nguyên cây chuối rồi bào ra. Rồi ngâm muối rồi trộn với giấm đường. Gà này là gà ta nha cả nhà. Thôi mình đứng đây mình ăn đi để mà mình hưởng thức chứ nhiều. Cái bàn nó xa quá, nó rộng quá. Cái này là thịt của gà ta, thịt nó săn chắc. Cái da nhẹ. Thường á thì gà một á là trộn chuối, hai là trộn ớt sen. Bây giờ ở đây á
kết hợp là cây chuối. Thì mình ăn vào á, nó phao phao cái miệng mình đó. Nó thấm cái nước chấm mà, cái nước sốt mà của chua chua ngọt của cái giấm với đường á. Ăn nó kết hợp nó cũng rất là lạ. Cái dĩa bánh xèo này á, thì nhìn tới cái dĩa gạo bên kia, dĩa gạo bên kia để mình ăn kết hợp ăn với bánh xèo á cả nhà. Đây Song Thủy sẽ sơ lược cho mọi cả nhà coi từng món ha. Ở trong này là tất cả những loại rau sống, ví dụ như là tí tô nè, rồi diếp cá nè, lá rau thơm, xà lách, và sẽ không có nhiều loại lá hơn ở khu vực của mình, lá rừng á. Mà này chắc là kết hợp ăn cùng với cái con cá chiên hồi nãy luôn, cái chiên xù nãy á. Trong này thì cái dĩa này thì có cái phần ở trên này á, thì có hồi nãy Song Thủy có giới thiệu rồi là có tôm rồi cái này củ sắn gọi là củ đậu để mình xào chung với cà rốt. Nó thiếu, hình như là thiếu cái bông điên điển. Bông điển nếu mà ở trong này thì sợ nhiều khi vận chuyển xa không có. Bông điên điển dễ bị hư á cả nhà. Mà lót ở dưới này một cái lá chuối à, ăn không dễ ăn. Củ sắn này là hình thức thay thế của hú dừa vậy, tại củ sắn nó rẻ tiền hơn. Củ sắn là ở ngoài Bắc gọi là củ đậu. Mới đầu Song Thủy ra ngoài Bắc không hiểu, không biết củ đậu là củ gì. Nhưng khi mà được các anh chị hướng dẫn đó, củ đậu là củ sắn. Thì mình cũng có nhiều cái câu bài học đó để mà mình biết được phân biệt được dùng miệng những cái loại ăn thức ăn như thế này. Mời cả nhà nha. Cái bột này em nghĩ cảm nhận là tự quán pha hay sao, cái mùi nghệ rất là gõ gợp, chỗ bánh giòn béo ngậy của nước cốt dừa và hơi thơm nhẹ của cái mùi nghệ á. Cái nhân thì xào cũng vừa thôi chứ cũng không có không đậm đà để mà mình kết hợp ăn cùng với mắm, nước mắm này chua ngọt á. Như thế này mình chấm thì mình phải chấm ngập lên, ăn thì nó sẽ hòa quyện với nhau hơn. Bánh xèo thông thường là ở ngoài chợ cũng có bán bột pha sẵn cái gì. Và có khi quán thì sẽ tự pha theo công thức riêng của mình. Thì Song Thủy cảm nhận là bánh xèo ở đây là do quán tự pha vậy ha. Đúng rồi. Em cảm nhận là quán tự pha, và thường á thì mình ăn ở ngoài á nó sẽ không có cái mùi nghệ gõ gợp như cái loại vỏ này. Cái vỏ này nãy mà mình ăn liền á nó sẽ giòn hơn, mà tới hiện tại bây giờ mình để bây giờ nó vẫn còn giòn nha, nó hơi giòn như vậy. Bột gạo xay. Vậy là chị sẽ tự làm phải không? Xong thì đâu đúng không? Công thức gia truyền. Công thức gia truyền. Và cái vỏ bánh này nó có cái độ ngậy hơi ngậy của cái nước cốt dừa cả nhà. Còn nghệ khi tươi rất thơm. Lấy ăn này món này không? Đây là muốn ăn canh. Cái em nghĩ không? Cái này chiều lại để một bên đi, mình ăn canh. Thèm đồ nóng phải không? Đúng rồi. Để này qua đây đi. Canh này cái gì? Rồi này là cá kho nè. Rất là nhiều món luôn. Chị chủ quá chu đáo. Mâm này nếu mà một đòn bình thường tới tầng 8 đến 10 người mới ăn hết. Nên là khuyến khích nếu mà mình ăn nhiều món cái gì á, mình phải đi đòn mình thật là đông, tầm 5 người hoặc là 10 người. Còn mà nếu mà đi như Song Thủy thì nó dư. Còn ở đây Song Thủy muốn giới thiệu một combo đầy đủ 400.000. Khi mà mình đến với trung tâm du lịch tới đây á thì sẽ được những món này. Khuyến khích là các bạn đi đông để mà quán hỗ trợ được tốt hơn nha, chứ mà giờ nhiều món quá mình ăn, nhiều khi mình ít người quá mình ăn như vậy nó cũng dư, cũng phí, bỏ ổn đó cả nhà thấy không. Ngon nhất là cái bụng cá hú luôn. Trời ơi, mở mở nữa nè, mà cái con cá này nó vừa nên là cái bụng nó cũng vừa có nạc thì có mở rồi thấy cả nhà. Nên mình thử cho một miếng xíu nước canh chua ở đây. Canh chua ở đây thì chị có là nấu với khóm nè, rồi nấu với cái đậu bắp. Đậu bắp thì ở đây chỉ với
với cà chua. Cà chua ở trong em còn gọi là cà gió cả nhà. Đặc biệt khu vực này là ưa ăn tôm su đũa luôn. Tôm su đũa, tôm su đũa trên mình ít có. Cả nhà ơi, thì ở đây thì từ ở cái khu vực mà ở Cao Lãnh nè, Đồng Tháp nè, với Tiền Giang, Bến Tre thì cái họng nó ngọt ngọt nhẹ nha. Đó. Rồi cả nhà ăn cái phần bụng con cá, cá này gọi cá cá húng. Tôi nghĩ cách nêm nếm từ khu vực này và ở An Giang nó tương đối giống nhau. Còn bên cánh Long An thì hơi đậm đà hơn chút xíu. Mắm á, giống như là mắm ở bên phía bên Long An á thì nó cái hậu nó đậm hơn, đậm đà hơn, nhiều mắm hơn. Và nêm theo cái kiểu mà hơi mặn nhiều hơn ngọt á. Ăn lẩu này mình ăn rau cũng không? Rau nãy mình để là sớm quá, bây giờ nó héo mà. Trời nắng này người còn khéo với rau chứ phải. Sáng giờ đi nắng lắm. Nhưng mà cũng hên là đầu mùa giờ được vài cơn mưa nên không khí ở miền Tây bây giờ nó cũng hơi hạ nhiệt lại à. Chứ đầu mùa thường thường là 38, 39, 40 độ. Ừ, đúng rồi. Hiện tại giờ còn nằm khoảng chừng 35, 36 à. Đó giờ là mình ăn cũng tương đối đủ món rồi cả nhà. Còn canh cá kho này chắc là để lại. Sao mày muốn ăn trứng bún không? À, bún đây hả? Trứng trứng bún ăn chắc bụng không sao mày? Cái bún ở đây nó cái sợi nó hơi trong trong ha. Nó hơi trong trong mà cái sợi bún nó cũng to hơn ở châu đốc. Dĩa gà của em đâu rồi? Em lấy thêm bông su đũa. Bông su đũa này là mình nhúng xuống là mình ăn liền luôn á. Chưa hơi chín xíu nhẹ nhẹ, nhẹ. Nó bị hơi nhẫn. Nó bị nhẫn hả? Ừ. Nó có những cái loại mà rau giống như cái gì mà nó hơi, nếu mà phải không nấu không thôi là nó bị ngứa ta. Bạc hà đúng không? Ừ. Bạc hà kêu bằng giọt mùng. Giọt mùng, giọt mùng. Hoặc là môn. Nãy đi dội quá quên làm cho nước mắm. Để lên xe coi. Đi ăn thì tôi nghĩ cũng có cho nước mắm cá linh đem theo chứ không có nhờ. Ăn cá linh, mắm cá linh rất quen. Ăn nước mắm khác chưa hên, nó ngộ ngộ. Buổi trưa mà vừa ăn canh chua cá kho nghe đờn ca tài tử. Đúng chuẩn miền Tây. Đúng rồi. Chỉ quan trọng là không biết bị bản quyền hay không thôi. Hy vọng không có bản quyền. Để mà còn up video đầy đủ hơn. Chứ mà bản quyền cắt ngẹn. Nếu mà mình đang coi gây cấn mà tới khúc mà đang gây cấn cái tắt ngang. Mình cũng không vui đúng không? Hy vọng thì video này xong hỉ là nó hoàn thiện hơn và ít bị cắt ghép hơn. Lúc đầu mình nói với chị chủ rồi, chị ơi em sợ nhạt lắm nha chị. Chị nói ok không sao đâu, để chị lựa cái bàn này đẹp lắm. Cuối cùng chị lựa bàn ngay chân sát cái chơi bên mà nhà có tiệc luôn. Nếu mà mình đi qua bên phía bên kia vậy mà nhiều khi không có nhạc nữa. Đúng rồi. Mà nó xa hơn cũng đỡ cho mình. Nhưng mà mong rằng là sẽ tiếng nhạc nó nhỏ không bị bán quyền. Đúng rồi. Hồi nãy anh Nam anh có nói Song Hỷ ăn xong rồi chia sẻ gì với anh chị với Song Hỷ á.
Bây giờ để Tâm Hỷ gọi anh Năm lại rồi hai cho hai anh em mình tâm sự coi coi Năm tính tính nhắn gửi cái gì điều gì. Rồi hôm nay thì cũng xin đại diện cho anh chị em phục vụ nấu ăn du lịch sinh thái Bảo Thạch anh ở Tân Bắc Bến Tre xin chúc cho anh chị nha được dồi dào sức khỏe, mần ăn phát đạt, thịnh vượng xuôi gió, mua may bán đất, an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài, tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau mà hai thứ gặp nhau chui vào trong cái xác của anh chị. Trong buổi tiệc hôm nay tiếp đãi cũng như tiếp đón nếu có điều chi thiếu sót mong anh chị vì tình thương mến thương thông cảm cho gia đình bên em rất là chân thành cảm ơn và chúc cho anh chị dùng một bữa tiệc thật là ngon miệng. Xin trân trọng kính chào. Rồi em cảm ơn anh. Rồi dạ, em cảm ơn anh. Dạ dạ chào cả nhà nghe. Dạ. Dạ. Chúc cả nhà vui vẻ. Nhờ thì cảm ơn là chúc anh nha. Xong thì cũng muốn trải nghiệm ông bà cô chú nếu mà có về tiền Bến Tre ở Châu Thành Bến Tre thì có thể là liên hệ ở dịch vụ của mình khu vườn sinh thái là Bảo Thạch để mà đến trải nghiệm là hái trái cây nè rồi ăn uống nè và trong cái combo đó thì đã gồm là trải nghiệm đi xe ngựa và thêm thưởng thức những trái cây tại vườn và những cái món ăn đặc sản này. Thì video này thì Song Hỷ cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Hẹn cả nhà video sau. Nhớ là ủng hộ Song Hỷ mỗi tối 18 giờ để ra những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị ạ. Bye bye. Rồi chào gia đình mình nha. Chào bạn. Xin chào cả nhà. Hiện tại thì Song Hỷ đang có những cái mặt sản quê nhà của Song Hỷ. Ông bà cô chú nào có mua những cái sản phẩm này thì ủng hộ cho Song Hỷ nha. Đây là đường mặt hút nốt nguyên chất 100% và xứ sở của quê hương của Song Hỷ là đó là cây hút nốt. Và cây hút nốt này là ở phía sau lưng của Song Hỷ nè. Đó. Và đây cũng là một trong những đặc sản ở quê Song Hỷ. Từ cái cây này thì mình lấy mặt ra thì mình làm được cái đường hút nốt như thế này. Đường hút nốt này thì có giá là 60.000 cho một hộp 500g. Và cái màu của nó là màu hoa, màu cánh gián nha cả nhà. Rất là đẹp luôn. Đó, đây. Ngoài ra là sản phẩm mà đò kế tiếp của Song Hỷ muốn gửi đến ông bà cô chú đó là đũa hút nốt nha. Đũa hút nốt này thì một hộp 10 gói, 10 đôi có giá là 120.000. Cây này thì chất lượng cây từ 50 năm đến 100 năm. Và ngoài là những cái sản phẩm mà đặc sản của hút nốt thì Song Hỷ có những đặc sản như là khăn vạch thủ công của đồng bào Chăm 150.000, mắm cá linh, cá sặc, cá chốt, mắm chèn, mắm thái, mắm lóc, rồi nước mắm cá linh của khu vườn của chị Phan Diễm, chậm chéo kênh Hải Sala TV. Ông bà cô chú có thể là liên hệ cho Song Hỷ số điện thoại Zalo, Viber là 0344226262 nha. Ngoài ra là có YouTube nè, fanpage là Song Hỷ Vlog. Cả nhà có thể ủng hộ cho Song Hỷ nha.